Ngày 4 tháng 6, Công an huyện Tuyên Hóa cho biết đơn vị đã tạm giữ đối tượng Đinh Văn Sơn, sinh năm 1999, trú tại thôn 3 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6 năm 2021, tại khu vực cầu Ca Tang thuộc địa phận bản Cáo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, Công an xã Lâm Hóa đã phối hợp với tổ công tác Công an huyện Tuyên Hóa tuần tra kiểm soát, phát hiện Đinh Văn Tứ, sinh năm 1989, trú tại thôn 3 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, điều khiển xe mô tô chở theo Đinh Văn Sơn, sinh năm 1999, cùng trú tại thôn 3 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành đón dừng, kiểm tra và phát hiện bên trong lai quần của Đinh Văn Sơn đang mặc, cất giấu một túi ni lông màu trắng. Trong túi chứa 6 viên nén hình tròn, màu hồng, dạng thuốc tân dược. Đinh Văn Sơn khai nhận số viên nén trên là ma túy loại hồng phiến. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Văn Sơn tại thôn 3 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa. Cơ quan điều tra phát hiện một gói ni lông màu trắng để bên trong chiếc giày thể thao đặt dưới giường tại phòng ngủ của Đinh Văn Sơn. Bên trong chứa 109 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược, trong đó có 108 viên màu hồng và một viên màu xanh. Đinh Văn Sơn khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến. Hiện Công an huyện Tuyên Hóa đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Đinh Văn Sơn theo quy định của pháp luật. Cũng trong ngày 3 tháng 6, qua tin báo của người dân, Công an huyện Tuyên Hóa đã khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa. Theo đó, anh Trần Ngọc Hiền, quản lý điểm vui chơi cho trẻ tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Tuyên Hóa, có báo mất 7 bình ắc quy sử dụng để chạy xe điện trẻ em và một máy cắt sắt cầm tay, tổng trị giá khoảng 7.100.000 đồng. Qua xác minh và đấu tranh, Công an huyện Tuyên Hóa đã làm rõ đối tượng trộm cắp các thiết bị trên là Trần Quang Linh, sinh năm 2005, ở tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa. Đây là đối tượng lưu lỏng, thường xuyên có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn. Công an huyện Tuyên Hóa đang lập hồ sơ xử lý đối tượng.